có những câu hỏi như này thì các bạn hãy gửi vào Zalo 0942795678 hoặc fanpage QT Moto Phụ Tùng Xe Đậu Hà Nội, hoặc ở trên TikTok hoặc là trên YouTube thì bên mình sẽ trả lời cho các bạn. Nhưng mà hôm nay là mình sẽ làm cái video để trả lời cho các bạn. Bạn vẫn đang lựa chọn để đi chơi thì mình thấy là gì, nó rất là ok. Đầu tiên là cần một cái ốp kính chắn gió R6. Đấy, ốp kính chắn gió R6, và thì cái này chiếc xe này chưa có. Ốp kính chắn gió thường đi kèm với một cái hốc đèn bi cầu mini, đúng không anh em? Đấy, ốp bình xăng 1.850.000. Full ốp bình xăng, mẫu này là mẫu R6. Còn nếu mà anh em lên mẫu R1 thì có bình xăng vuông này lên cũng rất là đẹp. Bạn ấy lên cái này trước là cái ốp đuôi R1 mở. Đang lên là cái này, cái phát biển số này đã đẹp rồi nha anh em. Lần sau lên là không cần thay. Xi nhan rất đẹp luôn, các bạn nhìn thấy không? Xi nhan của Trung Quốc rất là rẻ tiền nhưng mà lại xịn sò. Cái này có bán ở trên Shopee luôn anh em. 185.000 một đôi. Quá là đẹp luôn. Đấy. Nổi nhá. Bình thường nhá. Nó là trong suốt. Đấy, khi mà gạt xi nhan lên nó nháy. Đây mình gạt hẳn ha ra cảnh báo hai xi nhan cùng nháy này. Đấy, camera lùi lại một tí. Đẹp không? Nhìn chiến không anh em? Quay trở lại với QT Moto và mình là Quân Béo Moto Vlog. Hôm nay sẽ trở lại với các bạn với chiếc Yamaha R15 V3. Rất là đơn giản. Vì cái này là một cái vlog là bạn hỏi và QT trả lời. Thì cái bạn có rất là nhiều anh em ở trên TikTok lẫn ở trên YouTube đều đang hỏi mình là anh ơi, lên full một body cho Yamaha R15 V3 cần những món gì. Thì nếu anh em mà có những câu hỏi như này thì các bạn hãy gửi vào Zalo 0942795678 hoặc fanpage QT Moto Phụ Tùng Xe Đậu Hà Nội, hoặc ở trên TikTok hoặc ở trên YouTube thì bên mình sẽ trả lời cho các bạn. Nhưng mà hôm nay là mình sẽ làm cái video để trả lời cho các bạn full một body cần những gì. Đây là tiện một chiếc xe mà lên xe còn rất là nguyên zin, đúng không anh em? Không, chưa lên quá nhiều đồ chơi đồ độ, nhưng mà lên full một body cần những cái gì thì đây là chiếc xe mà đang lên được có 20-30% thôi, có một vài món đồ là chưa lên. Thì hôm nay mình sẽ review cho anh em cần những món gì nhá. Ok anh em, và chúng ta cùng bắt đầu thôi. Quy team có gì? Quy team có. Trước tiên là full một body thì cần những cái gì? Đầu tiên mình thấy tất cả anh em lên là thường sẽ dán bộ đề can. Nó thay đổi hoàn toàn bộ đề can zin. Một là về hết một màu, hai là lên kiểu tem đấu. Thì đây, chiếc xe này là được hệ thống quy đề can dán bộ tem chùm kiểu by Redstone. Đấy. R15 này, Red này, tất cả những cái logo này là in hết nha anh em nhá. In giấy nhôm. Đấy, Fias này, tất cả in hết. Đấy. Thì đây là bộ tem chùm của hệ thống quy đề can đã dán cho mình. Tiếp theo trở lại câu hỏi là R15 V3 lên body cần những món gì? Đầu tiên là cần một cái ốp kính chắn gió R6. Đấy, ốp kính chắn gió R6, và thì cái này chiếc xe này chưa có. Ốp kính chắn gió thường đi kèm với một cái hốc đèn bi cầu mini, đúng không anh em? Đấy. Thì đầu tiên là ốp đầu R6, chiếc xe này chưa có, mất đi 20%. Tiếp theo nữa là gì? Là ốp bình xăng 1.850.000. Full ốp bình xăng, mẫu này là mẫu R6. Còn nếu mà anh em lên mẫu R1 thì có bình xăng vuông này lên cũng rất là đẹp. Các bạn hãy nghiên cứu cả mẫu R1 nhé. Nhưng mà anh em đang chuộng bây giờ là cái mẫu R6 này. Đấy, đây ốp bình xăng R6 hơi thoải chút, 1.850.000. Mỏ cây không có rồi, mỏ cây cũng đang chưa lên. Thì các bạn nhìn thấy cái mỏ cây zin thì nó cũng rất là đẹp. Mình không hề chê cái mỏ cây zin nó không đẹp, đúng không anh em? Nhưng cái mỏ cây zin này nó hơi bé hơn so với tổng thể của chiếc xe. Đấy, không, hơi bé hơn so với tổng thể chiếc xe. Thì đây là một cái bộ mỏ cây vẫn còn zin. Thường là chúng ta sẽ thay mỏ cây này, có R6 này, R1 này, mỏ cây MotoGP này,
cái R1M này, 4 lựa chọn cho anh em. Và tiếp theo nữa, vành to lốp lớn. Đây các bạn nhìn, ngồi từ đằng sau mình lên bộ vành to lốp lớn, nhìn trông còn chiến hơn rất nhiều. Đấy, các bạn thấy không? Nhưng mà hiện tại ấy, chỉ chiếc xe này chưa làm được cái việc đấy, chưa lên được vành to lốp lớn. Đấy, thấy không? Chưa lên được vành to lốp lớn. Đây là đang bộ vành zin, vành zin. Nên là mình tư vấn bạn ý là không lên thêm cái ốp gắp làm gì cả, vì đi cái vành zin cái ốp gắp thì trong cái gắp nó rất là to mà vành lốp thì nó bé. Nên là bạn ý lên cái này trước là cái ốp đuôi R1M. Và thêm nữa là bạn này có độ thêm cái này, bộ số gạch sắc power rất là nhẹ côn, nhẹ phanh nhá. Đấy, cực kỳ là nhẹ luôn đấy anh em. Đấy, bộ này thì gảy số, gảy xiếc nó rất là nhẹ. Một cái combo của nó ấy thì bao gồm là số gảy này, số gảy sắc power kèm với thêm đôi tay phanh, tay côn đồ chơi. Nhưng hiện tại chiếc xe này cũng chưa lên. Đây là cái vài độ mà anh em biết gọi là gì không? Lên dần dần, rất là vui. Có hai cách độ đúng không anh em? Một là lên một phát đập phát full luôn, thì là lên đấy cứ thế mà chơi thôi, không cần phải độ nhiều, đi lại nhiều lần, độ nhiều lần. Nhưng mà bất lợi của nó bỏ ra là gì? Một lần chúng ta bỏ ra số tiền rất lớn. Với những anh em sinh viên, với những anh em còn đang phụ thuộc vào gia đình, với anh em đang đi làm thêm kiếm tiền, nó chi phí nó đang chưa được nhiều, thì chúng ta sẽ lên từ từ, lên theo cái sở thích của mình, lên theo cái lựa chọn của mình. Khi mà cái hướng đi của mình đã lựa chọn rồi là lên body R6, thì nếu mà có tài chính chúng ta lên ốp đầu trước chẳng hạn. Đấy, không lên ốp bình xăng, không lên ốp đuôi mọi người, và bạn ấy sẽ lên ốp đầu trước chẳng hạn. Đấy, nhưng mà bạn này thì bạn ấy bảo là không, em thích lên cái ốp bình xăng trước, em dán đề can, và bạn ấy lên cái kính chắn gió thôi, kính chắn gió ốp đầu ốp đuôi. Còn bạn ấy cũng sẽ tiếp tục lên ốp đầu R6 và cái hốc đèn, nhưng mà chờ khi nào có tiền đã, có chi phí đã, có đủ chi phí để thỏa mãn cái nhu cầu độ xe của mình thì bạn sẽ lên. Và đây là bạn đang lên là cái này, cái phát biển số này đã đẹp rồi nha anh em, lần sau lên là không cần thay. Xi nhan rất đẹp luôn, các bạn nhìn thấy không? Xi nhan của Trung Quốc rất là rẻ tiền nhưng mà lại xịn sò. Cái này có bán ở trên Shopee luôn anh em, 185.000 một đôi, quá là đẹp luôn. Đấy, nổi nhá, bình thường nhá, nó là trong suốt. Đấy, khi mà gạt xi nhan lên nó nháy. Đây, mình gạt hẳn ha ra cảnh báo hai xi nhan cùng nháy đây. Đấy, camera lùi lại một tí, đẹp không? Nhìn chiến không anh em? Quá chiến luôn đúng không? Hai cái xi nhan. Còn khi mà chúng ta gạt đi ấy, thì nó sẽ trong suốt luôn. Đấy các bạn thấy không? Một bên trong, bên nháy xi nhan này, rất đẹp luôn. Và bên này nháy xi nhan kèm với một pad biển CNC. Đấy, đây là pad biển CNC. Đây là pad biển CNC để lắp ra gập vào khi chúng ta thích. Đấy. Và mai sau bạn có điều kiện thì bạn sẽ lên ốp đầu R6 này, hốc đèn bi cầu mini này. Đấy là lý do tại sao bạn ấy chưa lắp đèn trợ sáng, vì bạn ấy là lên luôn bi cầu mini để không cần phải lắp đèn trợ sáng trên xe nữa. Tiếp theo nữa, sau khi mà có tài chính rồi, bạn ấy làm được các thứ có tài chính đẹp rồi, thì bạn sẽ chỉ cần lên mỏ cầy và vành nam minh lốp lớn nữa là thành con body to rồi. Xong tiếp theo nữa thì anh em có thích thì lên tiếp là những đồ kiểm như là bỏ gương này, chảng ba CNC này, smart key này, đĩa kiểng này, bảo vệ đĩa này, rồi là làm rất nhiều. Nhưng mà đấy là dành cho những bạn là nếu mà độ full thì lên một lần nó đẹp luôn. Còn đây là bài mà lên kiểu nhiều lần đâu có sao đâu, đúng không? Trong xe rất bất ngầu và đẹp. Đấy, nên mình ngồi lên xe này, mình đi thử vòng cho anh em nhé. Trông nó cũng rất ngầu và đẹp luôn các bạn. Để ý này, đang lựa chọn để đi để chơi thì mình thấy là gì, nó rất là ok. Ngay cả chiếc xe zin nó vẫn là ok cơ mà. Còn nếu anh em mà thích body lớn thì chúng ta có hai cách, đấy là hai cách chơi, hoặc có thể lên dần dần, một phát đập ăn luôn cũng được, đấy, tùy nhu cầu của các bạn. Thì hôm nay mình đã review trả lời câu hỏi của bạn là lên body R6 cần những gì rồi đúng không? Còn nếu mà anh em nào mà vẫn chưa thấy mường tượng ra được một chiếc full body nhỉ, thì anh em kéo xuống ở bên dưới hoặc là ghi là Quy Team Moto độ Yamaha R15V3 kiểu R6 hoặc style R6 cũng sẽ ra. Đấy là cái mà mình đang luôn đặt tên cho những bài độ
như thế, nó rất là nhiều trên vlog thì anh em có thể tham khảo qua nhé. Ok anh em, xin cảm ơn anh em và mình xin kết thúc cái video ở đây. Hẹn gặp lại anh em tại những vlog sau nhé. Bye bye anh em.